Ok, chào anh em nha, mình là Freebat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite anh em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay thì chơi Ayumaru anh em ạ. Con tướng này thì ra cũng khá là lâu rồi. Thì hiện tại thì còn ít người chơi ấy, nên cầm bỏ quá luôn. Với một dạng ATM khá là xịn sò. Nhưng mà team bạn trận này team bạn khét quá. Đây anh em ơi, team bạn toàn là những con tướng khét. Không à, không biết đánh được không nữa. Mình còn phải lên cấp đã. Chứ tầm này thì không ăn thua. Cho xin con này lên cấp 4 không? Không lên được. Thiếu kinh nghiệm khá nhiều. Ai cho ném mà ném. Khó rồi, khó rồi. Khó thế. Từ đó, từ đó, từ từ đó. Để farm lên cấp 4 tí nữa, phải lên cấp 4 mới đánh được. Chỉ cần lên được cấp 4 là quá hết. Mình học kêu vòng quay may mắn anh em ạ. Hy vọng là sẽ may mắn. Học kêu này để bào máu mấy con tăng thôi. Như nào, như nào. Ráo nhào lắm nháo, ném luôn. Rồi. Ok, một trụ ngon cơm. Ui ôi, trời lại đến một cái bóng. Chịu ơi. Ui trời ơi, hay thế. Với một pha đẳng cấp, một pha solo kill đẳng cấp đến từ vị trí của Nightel. Quét bị ổn rồi. Quét bị ổn đi luôn rồi. Quái thế. Còn hai cầu gây ném cho nổ luôn đi. Bớt vờ với chúng tôi. Mình tìm bạn được mỗi con Green Ninja rồi nhưng mà còn lại sẽ đánh được. Còn con ma cây thì mình bỏ. Ma cây thì bỏ qua đi chứ nó trâu á. Nhưng mà gặp mình cũng tắt điện thôi, tại mình 100% chí mạng ấy, nên bào máu mấy con tăng cũng ngon. Cộng thêm combo vòng xoay may mắn nó bào máu được. Ngáo ngáo. Ai ố xì mà. Ai ố xì mà. Bầm một tay một phép bốc hơi luôn. Không nói nhiều. Ok này. Một trận đấu khá là đơn giản. Rồi thì như thế nào? Ok. Quái thế, thanh niên ngáo thế. Ẩn thân chi thuật. Ui rồi bắn. Hay. Green Ninja đâu ra? Chặn đầu gắt thế. Cái Green Ninja đến gắt thế là chặn đầu luôn. Quái thanh niên quái lúa thế. Phạm nhanh đi. Nó vào nó kẹt bây giờ. Láo. Bỏ nha. Đánh game. Bỏ nha.
Bỏ nha. Ui trời ơi, thế vẫn bị con Tyranitar kết được mà. Chịu. Tem tam. Tem quá nhiều đam anh em mà, cứ sơ hở là bị KS ngay ấy. Cứ sơ hở là tìm mạng vứt một phát là ăn ngay. Ủa rồi bạn ulti. Ma cày qua đây chúng tôi nói không có việc ma cày nha. Kêu đâu? Kêu đâu? Kêu đâu? Ui bắn đâu thế? Không ai à? Thì qua đây Green Ninja. Mẹ đánh trúng cái bóng rồi. Đen thế. Hay quá. Thế mà lại nhảy vào cái bóng. Miếu hiểu kiểu gì. 8-9 rồi. Gieo ra tên mình xanh phết 13-10. Ôi dồi, vãi gách cho em toàn đi đuổi mạng không à. Ờ cái gì cách cho em chạy được kìa. Thì đánh đấm kiểu gì vậy trời. Này thì chạy nó đi. Lấy giờ mình ulti con Green Ninja luôn ta. Không lấy giờ cái ulti nó. Ulti ai da. Cậy thế con boss còn một đúng một chấm máu luôn vẫn vào được. Thôi về. Thôi về giữ con Remedia kìa. Để mất con Remedia là toan luôn đấy. Mặc dù team mình đang hơn cầu. Mấy mất thiệt trời. Miếu hiểu được thua ngược luôn. Thề con này bây giờ quả báo thế. Nè đúng rồi bây giờ báo đời. Mất con này bây giờ cái thua ngược luôn trời. Quái chướng à. Chạy. Đẩy lên luôn. Anh em mình đi tập trung một cửa này thôi. Nhanh con bất quên nó ra rồi. Ok, ném được 20 cầu. Này thì đấy mất cái con này bây giờ cái thua luôn anh em ạ. Game đúng xàm. Nhìn bên tí số bên mình với bên tên mạng kìa, trên lệnh rõ ràng luôn ấy. Miếu hiểu kiểu gì. Ok chào anh em nhé. Game này đánh phụ thuộc vào con này bây giờ nhiều quá.